Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video hôm nay các bạn, mình lên đường đi thăm mừng cái lồng bảy biệp nha các bạn. Nói chung là dạo này mình ở miền Tây á, ông trời ổng nắng quá nha các bạn, mùa nắng nóng quá. Cho nên mình săn bắt nó cũng gặp hơi khó khăn chút. Bảy biệp thì mình đi kiếm bãi nó rất là khó, tại vì do quê mình á dạo này mùa khô quá đó. Còn mình biệp nó tàn lan hết à, nên nó ăn không có bãi ốc nhiều nên mình kiếm điểm đặt thì cũng hơi khó nha các bạn. Nói chung là trải nghiệm bảy biệp mùa khô thì rất là khó. Thì cái khu vực này các bạn, mình cũng mới đặt ngày hôm qua nha các bạn. Cử này là cử thăm đầu tiên nhưng mà chắc mình cũng sẽ cuốn luôn nha các bạn. Tại ngày hôm qua mình đi đặt thì mình thấy bãi ốc nó lưa thưa chứ nó không có được nhiều. Thì mình đoán ở đây nó không có được nhiều biệp đâu. Thì hôm trước á, mình có đặt cái đánh lưới tàng hình mép bên miếng ruộng bên đó đó các bạn. Rồi cái mình đi ra mình thăm lưới tàng hình thì mình gặp cái khu bờ xài này nè. Khu bờ xài này nó có bay khoảng 4-5 con, 5-6 con. Thì mình có đem bẫy qua mình đặt, thì mình hy vọng bữa nay đi thăm nó sẽ có dính nha các bạn. Cũng để tránh mất thời gian các bạn, mình sẽ quay camera lại. Mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm bẫy biệp biệp mùa nắng coi sao nha các bạn. Đây mình đặt một cái bẫy đầu tiên chất quốc bạn ơi. Đây khu vực này á, thì mình đi đặt thì thấy bãi ốc cũng không có nhiều nha các bạn. Mình đoán nó là sẽ ở trong cái bờ xài này nè. Rồi mình đoán vị trí nó sẽ lên xuống mấy cái điểm này kiếm ăn rồi mình đặt thôi chứ mình không có thấy bãi ốc nhiều bạn ơi. Nói chung mấy khu nào mà bãi ốc yếu gì thì mình đặt tỷ lệ nói chung nó dính cũng thấp lắm nha các bạn. Tại vì mùa nắng á, quê mình á, con biệp biệp nó kiếm cái nguồn mồi á rất là khó nên nó không có được bãi ốc á, bỏ nó không ăn ốc á, nó không bỏ bãi ốc, mình không biết nó xuống chỗ nào. Nhiều khi nó xuống tàn lan á, mình khó dính lắm. Thì hôm trước mình đi ra văn lưới tàng hình mép bên miếng ruộng đó đó, mình thấy cái đi ra đi vô mình thắp ra lưới đó thì mình thấy ở đây nó có bài số nè, có bài đâu 4-5 con 5-6 con gì đó. Bữa nay gần ngày hôm qua mình đặt, bữa nay mình đi thăm thử coi nó dính không đây không biết. Cái đầu tiên thấy chất quốc đó, khu này thì người ta làm vườn, ta trồng đu đủ, trồng mít, trồng chuối lộn xộn. Cái trước dính bạn ơi, con này còn già nghe bạn đã không? Nói chung cái đầu mùa như kỳ hởm ở trong năm nữa các bạn, đầu mùa đó mình đặt nói chung dính mạnh lắm bạn, nhưng mà dạo này mình đặt dính yếu quá, tại do quê mình á dạo này trời nắng quá, nắng quá cái mùa khô á, còn mình biệp nó kiếm cái nguồn mồi ăn cũng khó một phần, rồi còn phần nó ăn lưa thưa, nó bỏ dốc lưa thưa, mình không biết nó xuống chỗ nào nên mình đoán vị trí hơi khó, mình đặt nó tỷ lệ nó dính thấp lại, nó không dính được như đầu mùa được. Hai cái lụm được một em. Thông thường á mình đặt một điểm nào mà có biệp biệp nhiều á mình thăm 3-4 cử mình mới rút bẫy. Dạo này thì đa số mình đặt mình thăm một cử hoặc hai cử là mình rút rồi. Khu nào mình thấy biệp biệp yếu là mình thăm mấy cử là mình rút các bạn, giống như khu này nè. Mình mới đặt ngày hôm qua, bữa nay mình thăm là mình cuốn luôn rồi. Dạo này quê mình săn bắt khó lắm bạn ơi. Mùa nắng rồi. Mình hy vọng trời mưa xuống mình sẽ xuống mớ lưới gắn. Rồi cái này chất quốc luôn. Tình hình bữa nay meo quá bạn ơi, thăm 3 cái bẫy mới dính con một hả. Thì hôm nay mình đi thăm là 10 cái bẫy nha các bạn, đa số mình đặt lần là 10 cái, có điểm im mình đặt 10 cái thôi là mình dính 5-6 con, chục con là chuyện bình thường nha các bạn. Nói chung đầu mùa á, đầu mùa mình đặt nhiều khi 10 cái bẫy dính 10 con, còn dạo này hổng gà mình đặt 5-6 con 6-7 con là hết mức. Đây thì nó có ăn gió ốc, nó bỏ lưa thưa nè, chứ không nhiều hung. À, con ốc này mới luôn các bạn, nó ăn ốc này chưa được nè, tha lên ăn chưa được. Hồi trước này mình đặt một cái hồi trước mình dính. Con này già nha bạn, con này chắc mới vô gì nè, còn quậy dữ nè. Con này mắt đỏ kiền khổ xanh dần luôn nè. Chung hai con này cũng già nữa, con này cũng mắt đỏ nữa nè. Cỡ này đi đặt các bạn có dính là mình thấy vui rồi đó. Chơi cỡ này đặt nói chung là không bằng đầu mùa được rồi.
Thì nói chung săn bắt mùa này thì mình thấy mấy đồng nghiệp mình cũng vậy nha các bạn, không riêng gì mình, thấy mấy đồng nghiệp mình săn bắt nói chung mùa này bẫy gắn bẫy đồ nó cũng thắt lắm, nó dính yếu lắm, lâu lâu mới trúng được tử thôi, chứ đa số thì thắt nó hơi nhiều hơn rồi đó. Tại vì quê mình dạo này á, mùa nắng nóng á, chủ vườn người ta hay đi tới đi lui ra nè các bạn, để mà người ta tứ cây hoặc là người ta gông cây, người ta hái trái rồi các bạn, ta thu hoạch trái rồi đó. Dạo này quê mình thì ngay mùa xoài nè, xoài với mít đồ á, người ta hay đi tới đi lui để mà người ta thu hoạch trái cây á. Cái con bình điệp nó nhát, nó không dám xuống đất một phần, còn một phần nữa thì nó tàn lan ra hết à, nên là khó dính lắm. Cái này chiếc quớt nữa nè, thì mình bẫy bình điệp đó giờ là cũng bằng cái bẫy chuột với cái quả trứng vịt này nha các bạn. Nói chung không có thôi, còn có là lụm liền. Năm cái mới được có hai em, bữa nay thất thủ quá. Rồi để mình ngưng máy một cái, mình cuột lại nha các bạn, mình cuột lại mình xách dài vô, tại đây vô chổng mình còn 5 cái bẫy nữa đó. Thì 5 cái này mới dính được có 2 con. Rồi để mình đi về tới. Trước này cái thấy trước quốc luôn à. Sáu cái đó mới dính có 2 con các bạn ơi. Bữa nay chắc thất thủ quá. Khoảng này đi bẫy bịp sao thấy mèo quá. Quê mình á, dạo này á, vô mùa cúm núm á bạn, mà có cái mình không có điểm để đánh được bạn ơi. Tại quê mình do trên cánh đồng á, nông dân đã xả lúa rồi. Mà nông dân quê mình thì một diện tích đất thì nguyên một miếng dài không à, mình không có bờ ngang để vị trí mình đón được. Có những đồng nghiệp nào khỏi lo á, thì cỡ này ngon. Còn mình đánh bẫy này là mình đón hướng không à. Mình đánh lưới tàng hình đó các bạn, là mình đón hướng chim bay mình đánh không à. Rồi đây dính được con kìa, bị bịp tơ cái gì á. Mình bịp tơ chỗ này thì nó ăn bỏ gió nè, như bắt mấy ngóc mình lên chưa ăn được nữa nè bạn, bỏ gió lưa thưa xa xa mới được con bãi có về cái vỏ ốc đây nữa nè, bắt lên ăn cũng chưa được nữa nè. Này con tơ, mấy ngóc này các bạn biết sao nó ăn không được không, mấy ngóc này cái vỏ cứng quá nè, mấy ngóc già nè, nó nại không được. Mấy con già nó nại được, mấy con tơ nữa nại không được, con này nó tơ chứ nó cũng bự rồi. Nãy giờ thăm 7 cái bẫy rồi, mới dính được 3 con, còn 3 cái nữa hy vọng dính 1-2 con gì nữa các bạn. Để có lắc các bạn không cảm ha, tại mình nghe cái chùm bẫy. Cái này chưa quớt luôn rồi. Bữa nay tình hình không im. Hồi ở đây có đám đọt nhãn lồng hết biến tốt bạn ơi. Hồi trước mình thấy cái bẫy nữa kìa. Hồi cái bẫy trước dính con nhắn mối. Bó tay. Dính nhắn mối thì đâu dính được con bìm bịp nữa nha bạn, nó vô sập bẫy à. Cắn mối bành Luki à. Để bìm bịp mà dính con cắn mối. Này
này hơi chắc mình hái nắm rau nhãn lồng này về mình nói chung nấu canh ăn giải nhiệt mùa nắng luôn nha các bạn. Tột nhãn lồng quá non nè, hai bạn nắm về mình nấu canh. Hết biết canh nhãn lồng này tốt rồi. Tới đây mình thăm mình như là đâu 2 cái, 4 cái, 6 cái, 8 cái, 9 cái 7 rồi các bạn ơi. 9 cái 7 mà mới được có 3 con bìm biệp hả. Giờ chắc mình ngưng đây cái nha các bạn. Mình ngưng đây mình hái nắm nhãn lồng. Về mình nấu tô canh ăn giải nhiệt mùa nắng nóng này luôn coi. Chứ mình còn một cái 7, nếu một hơi nữa mình đi lại cái 7 đó, có dính á thì mình sẽ quay chia sẻ tiếp. Còn nếu không dính á thì mình kiếm cái bóng gom 7 lại rồi mình bắt mấy con bìm biệp ra. Chỉ lấy mấy cái chân vịt ra rồi mình tổng kết thành quả mình thả về nha các bạn. Mình cũng thăm cái bẫy cuối cùng rồi mà nó cũng không dính các bạn ơi. Nói chung cử này thắt thủ nha các bạn. Thăm 10 cái bẫy mà dính được có 3 con các bạn ơi. Nói chung dạo này quê mình thì bẫy bìm biệp nó căng vậy đó các bạn. Tại theo mấy cái vườn trái cây hiện giờ nè, trời nắng quá đó, mùa nắng cái mấy ông chủ vườn đi tới luôn tứ cây rồi các bạn, tứ cây với đi gom trái bẻ trái đồ hoài đó, cho nên là con bìm biệp nó không xuống đất bạn, mình bẫy nó dính yếu xìu à. Thông thường 10 cái bẫy mình thăm mấy cử đầu là dính 7-8 con cả chục không chừng nha các bạn, nhưng mà này là mình mới thăm cử đầu rồi mình nghi nghi rồi mình rút luôn nè, mà nó dính chỉ có 3 con các bạn ơi. Được con tơ với 2 con bìm biệp già, dưới nãy mình hái được mớ rau các bạn. Hái được mớ đột nhãn lồng bỏ vỏ các bạn ơi, về mình nấu bạn tô canh nha các bạn. Giải nhiệt mùa nắng rồi. 10 cái dính 3 con. Mấy bạn mà đi bẫy biệp mình nhìn thấy mình bẫy kiểu này các bạn chắc sợ luôn, hết dám đi bẫy gì quá. Nói chung lâu lâu cũng thắt thủ lần nha các bạn. Săn bắt nè nó cũng hên xui bạn ơi, với dạo này mùa nắng thì nó vậy đó, săn bắt con gì cũng vậy chứ không riêng về mình bẫy bìm biệp nha các bạn. Rồi video đến đây mình cũng xin kết thúc các bạn ơi. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nghe các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau.